Thưa quý vị, chào đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 10 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đêm hội ẩm thực chay Xuân yêu thương Tết nghĩa tình nhằm gây quỹ chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các cơ sở tôn giáo cùng chung tay chăm lo cho diện chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn tại địa phương, hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để một ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dịp này, ban tổ chức chương trình cũng trao tặng 100 phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Đến với đêm hội, hơn 1.000 thực khách đã được thưởng thức hơn 30 món ẩm thực chay các loại do các đoàn thể chính trị xã hội phường, các cơ sở tôn giáo, nhà hàng ẩm thực chay, các cơ sở kinh doanh ẩm thực chay trên địa bàn chế biến và còn được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước. Toàn bộ số tiền thu được tại chương trình sẽ dùng để chăm lo Tết cho các hộ nghèo, khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay.